Chúa theo Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến câu 42. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có một người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô lên tiến lại và nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ, mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý vị và các bạn thân mến, làm việc tông đồ, thế nhưng lắm lúc chúng ta cũng hay phàn nàn. Chúng ta phàn nàn người này, người nọ, so sánh mình với người khác, so nài về công việc mình làm với công việc của người khác, nghĩ rằng việc mình quan trọng hơn, cần được ưu tiên hơn. Và có khi, chúng ta muốn được tuyên dương, muốn được chú ý nhiều hơn. Câu chuyện về những phàn nàn của Martha ngày hôm nay là câu chuyện thời sự của đời tông đồ nơi mỗi chúng ta. Dù là chị, nhưng Martha lại phàn nàn về em mình. Cũng thế, tuy mỗi người mỗi việc, mỗi sở trường, mỗi tính cách, mỗi thời gian và không gian khác nhau, nhưng chúng ta lại muốn Chúa để mắt trông nom đến chúng ta nhiều hơn. Em con để con một mình phục vụ mà thầy không để ý sao? Lời phàn nàn phân bua của Martha là lời điển hình hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hay đặt mình là trung tâm, coi việc mình làm là quan trọng. Chúng ta muốn người khác giúp mình, quan tâm mình, và thậm chí còn muốn ra lệnh cho Chúa phải lưu tâm đến chúng ta. Đang lúc mệt nhọc nấu nướng, lau dọn, chạy ngược, chạy xuôi với mọi công việc, đôi chân mệt mỏi, đôi tay rã rời, tâm trí thì bận bịu, lo lắng, nhìn thấy sự nhàn rỗi của người khác làm ta khó chịu, chúng ta có thể có suy nghĩ và hành động như Martha. Giờ này mà ngồi đó sao? Giờ này mà bình thản cầu nguyện và nghe lời Chúa sao? Giờ này mà rảnh rỗi hát hỏng sao? Chúng ta có muôn cách phàn nàn về người khác vì chúng ta nghĩ mình cần được trợ giúp và là trung tâm của mọi lo lắng và sắp đặt. Chúng ta làm mọi việc mình cho là quan trọng, nhưng vô tình chúng ta lại làm đổ vỡ các mối tương quan, gây xích mích tình người. Chúng ta làm mọi việc với suy nghĩ rằng mình đang phục vụ Chúa và vì lợi ích của anh chị em. Nhưng hoa trái của nó là sự khó chịu và bất an, thiếu vắng tình bác ái và vị tha. Và trên hết, nó thiếu đi sự kết nối với Chúa. Điều này, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã kinh nghiệm. Bạn chọn Chúa hay chọn việc của Chúa? Chúa Giêsu thật tế nhị và nhân hậu. Chúa không la mắng Martha, cũng không trách móc nặng lời. Đó là sự tinh tế và cư xử đầy kinh nghiệm. Nói cho Martha biết, con lo lắng nhiều việc, con cần nghỉ ngơi, con làm ít lại, con đặt người khác vào trọng tâm của con, và nhất là đặt Chúa vào trọng tâm công việc của mình. Lạy Chúa Giêsu, khi làm việc gì, xin cho chúng con đều nghĩ đến Chúa và vì lợi ích của anh chị em. Amen.